Ok, hôm lên em. Tối nay chúng ta thử một con game mới. Game này có tên là Go Fight Fantasy. Đây, tôi đang đâu ở đây. Tí nữa là xong. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta lướt qua cái trang template. Ồ, game này vừa mới ra mắt vào ngày hôm nay luôn nha. Tôi đến đâu nó chưa ra mắt không à. Giá game cũng khá dễ chịu cho so với thị trường Việt Nam. Nhưng mà game này tôi nghĩ là nó thiên hướng về cái yếu tố mà co-op online multiplayer á. Đây, họ để cái thẻ multiplayer lên đầu tiên. Ta lướt lướt thử qua coi. Game này vẫn có thể chơi single player được nha. Tôi mới đọc cái mô tả của dev nên anh em vẫn có thể trải nghiệm game này một mình được. Có bạn bè chơi thì tốt hơn. Do game thiết kế là mình có thể chơi cùng bạn bè nữa mà. Đây, solo hoặc là together nè. Game này nó mà button cho tay cầm khá ổn áp luôn. Nhưng mà tôi quen di chuyển bằng phím chuột rồi. Nhưng mà tí có gì cần thì chúng ta cứ đút tay cầm vô chơi thôi. Đây đây này, cái đoạn này nó dựng như cinematic nè. Nhiệm vụ cái tí nhiệm vụ lần này thì đi qua một cái hành tinh tương đối là yên bình. Không có gì yên bình so với cái chuyến hành trình của cái nhóm phi hành đoàn này cả. Sao mà trang phục của một vài nhân vật nó rất là đơn giản luôn ha. Đây, như nhân vật này chắc là giai đoạn đầu game á. Đây solo nè. Coi coi thử cái solo này sao. À, mình có thể chuyển nhân vật trong lúc mình chơi. On the line. Được, được phết đấy chứ. Game này yếu tố hành động animation rất là tốt. Không có thanh toán trong mạp nha, không có in nạp luôn nha, nên anh em cứ mua một lần là trải nghiệm cụ thể game này luôn. Người tôi không biết cái bản mà dev gửi cho tôi thì có gồm mấy cái DLC âm nhạc như này không, nếu có thì tôi bật cho anh em nghe đỡ công dính bản quyền. Rồi chúng ta tải xong rồi, đây vô thử con game coi nó như thế nào. Game này khuyến khích mình chơi bằng tay cầm. Ừ, thôi già cả như tôi thì có phím chuột chơi là mừng rồi. Còn khủng long ở Dino Miter hả? Game này mà ra đúng cái đợt mà event của Dino rồi á, Dino and Gobo á. Game này có hiệu ứng nhấp nháy, anh em nên cân nhắc trước khi chơi. Visual đây, Vitua đây. Tôi tắt bớt mấy cái hiển thị này đó. Đây, FPS nó ổn định không? Đọc không có rung lắc màn hình cũng không có nhấp nháy luôn, mấy cái này mặc định hiển thị số RAM. Ủa không có mà option của màn hình đó ta. Đây là phím chuột của chúng ta. Ừ. Rồi vẫn là đúp AD di chuyển, Q là xài MO á, Shift Dash là đúp cách, CV là chuyển nhân vật. Sao không dùng mà cái nút Q là chuyển nhân vật đó, mình có được đổi nút không? Chứ mà đổi nhân vật thì xài nút Q nó ngon hơn demo á. Không được đổi nha. Tôi sẽ chuyển game về cửa sổ rồi cáp qua con game cho anh em dễ xem. Anh em đợi tí. Game này là Go Fight Fantasy. Rồi, ok. Tạm thời để cửa sổ đi cho anh em mà dễ theo dõi quan sát. Thì chúng ta đầu game thì chỉ có ba cái lát nhân vật này thôi. Ở đâu? Cái này là vị trí nhân vật chứ không phải ba lát. Cái này là support, dam thì rất ít nhưng mà máu thì nó rất là cao luôn. Support hỗ trợ 2 sao. Em này chắc là thiên về support nhiều là tanker nè. Cô ấy với thanh kiếm rất là lớn.
là một cái khiên trắng cho cái tay của mình. Này thì thường hỗ trợ rồi, máu rất là ít luôn, chủ yếu là cái hồi máu và tạo siêu cho tay. Này là từng đam, lượng máu tương đối ổn, good and tune đó, đánh tay á. Trên một mình thì chắc đôi thiên về cái nhân vật mà có đam với màu tí máu như thế này. Rồi cái này là mình phải chọn đủ ba nhân vật luôn thì đương nhiên là em tăng, còn cuối cùng là hồi máu. Rồi hồi máu đi, không chơi xạ thủ rồi. Đó, đây cái đoạn trong cái trailer đầu tiên nè. Con này là đội trưởng của chúng ta là Bui, là một cái con mà cũng rất là dễ thương nè. Tôn, xài tôn. Bây giờ mình phải xuống và giao hàng cho Grandfather Owl, chắc là con cú nào đó, một cái trưởng làng ở đây. Tôi chỉ mới đạt cái level 97 gần đây thôi. Nơi này thì trông cũng mà khá là tệ đó. Đừng có làm hạ cái mà đừng có đang vui đó, đừng có làm giảm cái nhiệt huyết của chúng ta. Thế giới này trông rất là ảo à. Rồi, quốc. Bây giờ đang giới thiệu nhân vật của chúng ta, Supernova này là nhân vật nào ta? Đây nè, là cái em cầm kiếm này nè. Chúng ta hiện tại chỉ có 4 thôi, không biết sau này có mở thêm không. Rồi, nhanh lên là lén lút một cách cẩn thận. Đây là nhân vật chính của chúng ta đây. Đánh chuột trái nè, C là giỏi nhân vật. Em cầm kiếm này nó khá chậm nha. Nhưng mà tôi buồn một điều là chúng ta không đổi nút được. Tôi rất là muốn đổi nút luôn á. Tại vì nút C, nút B thiết kế nằm dưới đây thay vì để là nút Q, nút E trên đây đi. Tại khiêu mình có thể dùng nút F. Sao cảm giác mà tụt FPS như nè. Ở đây chúng ta có cái cửa hàng, coi thử cái cửa hàng. Cửa hàng thì chắc là một số cái đá. Cái này là cái skin nhân vật chúng ta nè. Có tiền là mua được rồi nha. Nhưng mà skin nhìn cũng không đẹp cho lắm. Còn cái này là decor, là trang trí cho cái căn phòng chúng ta thôi. Cái này mua âm nhạc. Thì cơ bản là nâng cấp trực tiếp vào cái sức mạnh thì chắc mấy hòn đá này. Rồi 3.500. Bây giờ chúng ta có cái bên này nữa, và đây là nhật ký hành trình của con tàu. Đây là cái cấp, đây là những cái nhân vật của chúng ta nè. Hiện tại thì chỉ có 5 thôi. 129 tuổi, sinh nhật ngày 6 tháng 7. Thức ăn yêu thích là đồ ăn, yêu thích đồ ăn. Sợ nhất là nước. Con này như con mèo với giống hoang chó à. 19 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi. Đối phái em này rất là sợ cái phim kinh dị này. Là cái gì đây? Upgrade. Cái này chắc là rèn mấy cái vũ khí do từng cái lót ở đây. Nó có cái này nè. Ủa, mình gắn vô trực tiếp được luôn nè. Rồi bây giờ chúng ta đi thôi. Này chắc máy phát nhạc nè, tí nữa chúng ta mua nhạc thì bỏ vô đây. Chapter độ khó, độ khó là dễ thôi, để tôi trải nghiệm con game này là tính đó. Rồi quốc vô đi, enter 3 2 1. Chúng ta có bạn bè thì chơi là lúc đó phải cần 3 người đồng ý nha. Đây đơn hàng của chúng ta đây. Đây là cái mà trưởng làng cứu nè. Hồi nãy là đơn hàng giao đó đó. Cứ nhìn thì thấy đã đến nơi an toàn những cái đứa trẻ. Đừng có gọi chúng tôi ra những cái đứa trẻ.
Ok ông đội trưởng. Có lũ sói ở đây hả? Một con sói rất là ganh mãnh ở đây, không nên là thử thách nó. Quốc lệ sợ cái gì? Thế nào thì chắc ăn vẫn phải có con sói nó xuất hiện rồi. Bạn muốn đánh không? Rồi tắt cái này đi, tắt cho ta. À nhấn mép. Cái này là chủ yếu là mấy cư dân ở đây để vô không cho cái thành phố này có sống động thôi. Chúng ta qua đây nhận cái nhiệm vụ luôn rồi. Cảm ơn đã để cho chúng tôi mà đi lăn quanh ở xung này. Cái này đang là mấy cái lời thoại của những nhân vật này, mỗi nhân vật là gì đang cố gắng miêu tả một cái tính cách rất riêng á. Đội trưởng là chúng ta là không phải đội trưởng, là dạng như là thủ lĩnh của chúng ta hồi nãy tôi chọn là thằng vàng vàng này nè, thì tương đối vẫn còn trẻ tí, tính cách vẫn còn khá là bốc đồng. Còn mấy nhân vật còn lại thì cũng tương đối bình thường, thế nào cũng có biến rồi thấy không. Được bảo là bên đồng minh đã tìm thấy chúng ta, bên liên minh đã tìm thấy chúng ta, nó không phải là cái tiếng của liên minh đâu. Đó mấy cái đoạn cái cảnh như anime này trông rất là chất lượng nha. 246 tàu nhân cua đó. Nó cử xuống là nhiều quá vậy, hai nhân vật chính một cái mà tam giác. Wow, chất vết. Những cư dân của cái thành phố chim, hành tinh chim này nhìn đẹp quá chứ. Thời gian đã đến, kỳ hạn đã đến hả? Nhiêu đó à? Nó đến thu thế hay gì, hay là nó bắt cóc mấy này đi luôn? Này chuột phải của tôi nè, còn cái này là QE 123. Làm sao để coi được view đó? Mình đi cứu mấy người dân này. Đó, tôi sẽ giúp anh. Nhưng mà bây giờ giúp chưa được, anh cứ nằm đó đây. Sao đầu game không có hướng dẫn gì ta? Chúng ta là tự bơi hết đó. Sao cái lát này nhìn yếu đuối gì nữa? Đánh xong rồi mình có thể combo bằng nút E hoặc là chuột phải. Chuột phải con này là tạo một đốt kiên, còn E là chắc cơm quái rồi đó. Bốn ba mười ba là cái gì đó, sang cái khu vực level 2 á, mình chưa đi được. Tiên sinh cứu à, đánh tất cả các quái trong khu vực này. Rồi quái đâu anh? Sao vậy? Tôi có thấy quái nào nữa đâu. Đây, chúng ta qua được khu level 2 nè. Nhạc nghe mà cũng mà chất quá đó chứ.
ấy à. Không lượm được cái kiếm này đó. Có vườn nho là vô lốt được không? Game này chặt chém cũng tương đối đơn giản à, không cần tính toán quá cầu kỳ. Em này nhìn trông mà đơn giản quá ha. Quăng ra quả cầu để hồi máu là chính. Chưa e cũng là ném quả cầu mà kênh khi là hút vào đẩy ra. Ở đây rồi, họ là ai? Chúng nó đây rồi, đây nó đang bắt mà những cái cư dân trên cái hành tinh chim này nè. Chúng thôi rồi, vô. Cái quái gì đây? Vật 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 power. Chữ này chữ boxing nè. Do chấm phi hành đó. Không có ai có thể bước qua cánh cổng này, trừ phi tụi mày có thể đánh gục được tao. Cái thằng mặt trứng kia nó có cái khiên hả? Con muỗi này, con muỗi này. Cho cái khiên của mình nó lâu lâu nó không bật lên ta. Quăng máu nha. Em kia là chỉ tái dụng gọi ra quăng máu rồi. Nhận được cái vật phẩm gọi là cái mảnh vụn của ngôi sao hả? Bây giờ làm sao? Nè ông tù trưởng lại nè. Hu phu hu phu hả? À, đúng là cái tiếng con cú kêu là nó kêu theo cái dạng đó thì đó. Đây là sếp của chúng ta đây. Những cái phi hành đoàn của chúng ta. Ông mà già cứu này là người bạn cũ của ta. Bọn mà ai làm nó phải trả giá gì của việc này. Cảm ơn anh bạn. Ông này đi ống mà nít khu ghi quá ha. Cũng một con mắt mà cũng già già như thế này nè. Nít khu ghi đó. Lúc trước bị con mèo cào mất con mắt nè. Cái đội do thám của chúng tôi đã tìm được cái khu đỉnh của bọn ngoài hành tinh ở đó. Nó nằm ở sâu bên trong ở phía khu vườn trước mặt. Rồi tôi sẽ vào đó là đá vào cái mông chúng để đang ngồi cho bề. Đừng có gặp ai cũng đá hả. Bây giờ đổi cái mà nhân vật chúng ta được không ta? Không có tương tác thì được với môi trường hết nha. Bây giờ đi sâu vào khu rừng thôi. Chỗ quái này nó cho gì ta? Mày chạy á, mày chạy á. Em này chém có vẻ rất là lực luôn à. Hỏi tội là hơi chậm tí thôi.
cái con gì đỏ đỏ đây, rồi hồi máu. Mấy cái hiệu ứng kích hoạt nó rất là ngắn nha, chỉ có vài chục giây thôi. Đánh xong rồi nó mới cho mình tăng cường sức mạnh, cho một đống boost luôn nè. Cái này đường mình đi vào mà. Ý nó bắn độc ra kìa. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái này chỉ là cái bóng đèn. Em này có khả năng là thả quả cầu ra nó còn phá giáp nữa. Di chuyển hình như là tốc độ nó cũng không có đều nhau nữa nè. Cái này không phải là cái bóng đèn hả? Hồi nãy tôi thấy một cục nữa, à đây nè. À cái này thì lại là, ủa? Đứng ở hướng dưới này á, cái vùng dưới này nè, mình mới tương tác được vô cái cục đó, còn đứng ở trên là không tương tác được. Đó, cái em hồi nãy trên máy chiếu nào phải không? Công chúa bong bóng. Nhìn giống mà Ugiana trong mà Liên Minh Huyền Thoại á, là Legend of Legua, Ugiana. Kêu mấy đứa nhóc mà kêu bằng cái từ đa linh. À em này mới nè, nãy tôi không có chọn em này. Mày có 3 giây. Đây đại ca 5S của chúng ta đây. Boss. Đó 5S nữa thấy chưa. Không có tay dài rồi, không có tay dài đánh ếch này khó nha. Da nó quăng độc nữa kìa. Chọn chọn chọn. Ý da. Sao con này nó đánh khéo quá vậy?
Đánh đúng đầu luôn á. Rồi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Máu, máu, máu. Phá giáp nó trước, phá giáp nó trước. Rồi, núp vào đây bay. Đó. Phá giáp phục luôn rồi. Trong lụm được mấy cái nhỏ 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 nữa, đạt được cái thành tựu đồ đi. Em này là đúng support luôn, nhận đam 1.500 nè. Không ai gục không ai ngã, chơi mức trễ mà ban đầu thấy cũng phai phai rồi đó nha. Bui sếp có biết chuyện gì đã vừa xảy ra đây không? Quét cái mà tín hiệu con tàu của họ thì cái này gọi là cái gì đó, nó như một cái loại mà thạch, cái loại mà thạch rất là tiên tiến luôn. Giao câu á anh em, mà ăn giao câu dừa hay là ba cái thạch dừa đâu á, thì cái con hồi nãy ra nó cũng là giống hệt cái vị thạch đó. Cái con mà ếch hồi nãy là cũng vậy luôn, trông nó quá dị phết. Có điện thoại nè nè, cái chuyện gì đó. Cái gì? Lũ Dagon nguyền rủa ở khắp mọi nơi. Gặp chúng tôi bên ngoài cái khu mà sau quá đó. Lại có biến nữa rồi, mới vừa về xong đó. Chưa được nghỉ ngơi thì luôn. Bọn người ngoài hành tinh nó đang hoạt động ở cái khu vực này rất là nhiều. Nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp. Còn 3 đòn tấn công cơ bản, 25 đam mà đánh phía sau. Khi giết thì được 8 giây boss do mấy cái hiệu ứng này. Cộng 9 là sức mạnh phép hả? Summon 6 cái ngọn lửa gây 50 đam. Dựa trên mà cái chỉ số sức mạnh phép thuật. Làm sao biết cái chỉ số sức mạnh phép thuật đó ở đâu? Gèn. À đây. Mình có thể nâng mấy cái viên đá của mình lên đó nghe. Gàng này thì tốn điểm, mình chưa đủ điểm nào đâu, mình mới có 97 à. Tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công. À mình gắn rồi, hèn gì nãy nhân vật này của mình nó chạy khá là nhanh luôn. 20 sức mạnh phép thuật. Coi cái nhân vật đó thì coi ở đâu ta. Tôi muốn đổi mà cái dàn nhân vật của mình đó. Có cách nào để đổi không? Không, không có ghi thông tin mấy chỉ số nhân vật gì ở đây hết. Mấy cái đá này hồi nãy giờ đánh muốn lòi con mắt, không mua được một viên nữa. Combo thì con này là xài cái chiêu này trước, chiêu chụp phải trước nào. Đó, nó giống như là Hokage đệ tứ vậy đó. Quăng cái phi tiêu lại xong mình biến lại cái đó luôn nào. Rồi biến lại tới đó thì nhấn E để mà nó tạo cái sét đánh xung quanh. Còn nếu như combo kết hợp thì chuyển qua con bé cầm vật thương nè, nghe con quái lại. Còn chiêu này chỉ đơn giản là phòng thủ thôi,
Còn muốn tối ưu sức mạnh đó, thì con bé này phá siêu bằng cái nút E. Đánh bình thường là 25, 39, 56. 25, 39, 56 thì nhấn E vào đây. Tăng lên tới 50% đam lận. 50% đam lận là rất là mạnh đó nha. Nên cái chiêu mà phá giáp nó rất là bá. Cái này màu tím thì lắp vô, còn cái này màu xanh lá thì nó khá đơn giản vậy ta. Cái này là không phổ biến, cái này là khá là cùi. Trời ơi, cái này là thần tăng luôn nè. Cái này cũng đơn giản nhưng mà nó khá hiệu quả đó, 8% tốc độ di chuyển à. Cái này hút máu. Hút máu thì thôi không cần đâu, mình có hồi máu. Hồi máu nó ngon hơn rất là nhiều. Hồi 15 máu mỗi 1 giây. Cho 1 giây là sao? Hồi 15 máu mỗi 1 giây của 1 giây. Không hiểu cho lắm. Chắc tôi thay cái em mà tăng cơ này thành cái em xạ thủ, nhưng mà tôi không biết thay làm sao. Ủa mình được mang trùng ngọc không ta? Thử coi. Đi, ngọc mang trùng được mà. Kỳ 12 đam mỗi 0.5 giây. 12.5 đam lửa mỗi 5 giây kéo dài trong 3 giây, tức là x6 lần lên là được 72 đam bằng hai phát chém bình thường. Mình cứ lắp tạm như thế này đi. Cái viên ngọc này hợp cho con bé tầm xa này nè, hợp cho con bé tầm xa này hơn, tại vì mình bắn xong rồi mình giữ khoảng cách đó là con quái nó lại gần mình, nó mất 3 giây thì lúc đó là nó gây thêm một mớ đam rồi, còn cận chiến thì nó không ngon cho lắm. Cái này cũng khá là ngon đó nè, gây đam lên quân địch mà đủ 73 đam á sẽ tuôn cái quân địch trong vòng 1 giây trong cái phạm vi là 6. Cái này 69 hả? 69 là ngon hơn nữa. Rồi, thay cái viên này vô. Bây giờ muốn đổi cái nhân vật quá, chắc là chọn xong rồi mới đổi được. Chapter 2. Vẫn còn số một số cái tiếng chung à, đây là những người họ chơi trong cái bảng xếp hạng nó xếp lên á chứ không phải là số. Bây giờ đổi nhân vật, đổi làm sao ta? Không có chỗ đi đổi nhân vật hả? Thôi chơi tiếp đi.
Rồi không được đổi nhân vật rồi. Trời, anh núp trong cái bụi cỏ thấy thương không? Cái thầy bà lớn đó đó. Đây nè, công chúa bong bóng của chúng ta nè, Bảo Thi á. Quân lính kiểm tra ở đây là mang nó về cho ta. Những cái mà cư dân chim này nó vẫn còn ở đây thôi. Ok, nó đặt cái gì đây? Rồi đi đến cái tổ trứng của nó hả? Đây là lúc để dạy cho cái thằng bên nào, một thằng này đúng trẻ trâu luôn á, nói chưa xong là nó giọt đi rồi. Rồi mình mới trốn với con đi gôi bằng cách chui vào mấy cái bụi cỏ cao cao như thế này nè. Con gì nó cắn rồi gì ta, nếu tìm thấy nó thì chạy, đừng có đánh nhau đến chết nha. Tôi muốn đổi cái dạng nhân vật kìa. Không có đổi được cái dạng nhân vật. Cho nó mà hay tự chuyển cái cửa sổ hình nó vui màn hình quá. Bỏ cái viên ngọc di chuyển 8% ra thì nó chậm hết luôn được cái viên ngọc mới. Cái này dẫn đi lên trên quá. Đánh làm mầm gì mà mấy cái con ấy nó không thấy. Cái gì đấy? Giống cái quán ba sàn quá vậy. Phạt Tibet hả? Phải, con bầy chim nó chiêu kìa. Vô đây mình có được cái gì không? Nhạc nghe cũng đã hết đó chứ, đậm cái chất mà gốc. Chỗ đây chỉ đi dạo dạo vậy thôi đó, không có nhân vật nào có thể giao nhiệm vụ gì hết. Mẹ này đánh chậm quá.
Đánh sau lưng à, đánh sau lưng à. Bên này có con chim á đang bán đồ kìa. Ê! Gom quái rồi. Ui, à, anh em thấy combo chưa? Con quỷ này nó tạo ra mấy cái quả cầu nè chưa nó hả? Chạy mày chạy cay chưa? Chỗ này nào nó mới cho mình vô ta? Bây giờ ở đâu nữa? Nãy mình đi trên này xuống không? Được cái gì? Le gần. Ủa, cục này sao không mở được? Cục này không mở được nha. Ở đây, ai đây? Nick Fugi. Không chắc bạn nói cái gì nhưng chúng tôi sẽ giúp đỡ. Rồi, đúng rồi đó.
Nãy giờ tôi cũng kiếp luôn rồi, đi đến cái mà còn thấy đâu. Tôi muốn đổi cái dàn nhân vật quá nhưng mà không biết cách đổi. Giúp đỡ những cư dân ở đây, đấy là chiếm lại cái ngọn hải đăng nè. Giờ rảnh rỗi ngồi câu cá trong khi mình đi làm bù đầu như thế này. Bây giờ để nó chơi cái khiêu cái trang mình luôn. Ủa, không có gì anh à? Game này nó chỉ đường bằng mấy cái đường ngon hay không à? Sao tự nhiên nó gớt đồ dữ vậy ta? Nãy giờ lụm được quá nhiều ba cái đá này, một tí nữa thì không có tiền nâng cấp đâu. Này đường đi dài phết luôn á chứ. Mày chạy á, mày chạy á, mày chạy á.
Chạy lẹ quá. Mày chạy, mày chạy. Game có vẻ dễ. Đây bot 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 bot. Công chúa bong bóng bảo thi của chúng ta. Ừ, lấy là mày à? Cái con cóc mà chăm sóc của mày sao rồi? Nó xong rồi, cái con cóc mà thạch gâu câu đó nó đã xong rồi. Thoại này giết thì nó giống mấy cái phim hoạt hình tương đối trẻ em tới trẻ con tới giờ mới đánh boss thực sự nè. Ây da, nó làm cái gì đó? Né kêu hả? Lấy hộp vậy? Gãy máu ra, gãy máu ra. Bây giờ đâu vậy? Có đỡ được. Bây giờ thì nó lẽ lụm đồ kìa, cục siêu bự kìa, Legendary luôn. Giờ chúng ta mới đánh xong con boss liền đó, tăng cường. Mấy cái này thì chơi anh em co-op với bạn bè thì nó chính xác cái số liệu này hơn, chứ chơi một mình thì nhân vật nào cứ chơi nhiều thì nó hiển thị nhiều thôi. Whoop. Whoop whoop whoop. Tôi đã có một chút lo lắng cho các bạn rồi đó. Cái mà con phôi nó đánh rơi ra cái thứ này. Bây giờ đưa cho ông mà thuyền trưởng chúng ta đi nghiên cứu. Chia vi cái thạch. Vậy là cái thành UI á. Nhìn mặt nó nè. Trời ơi. Đây là giống như cái remote này đó. Remote cho cái gì? Điều khiển cái Gummy Mingo. Giống như vậy đó. Có thể kích hoạt được cái cổng photo không? Nhưng mà cái bọn Go People đó đưa cái bọn trẻ đi đâu? Nó nên đến cái đầm á. Rồi, bây giờ mở được cái photo thì chắc vô đó đi tiếp thôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn đổi nhân vật nè. À, đây nè. Rồi, đâu rồi, nhân vật của chúng ta là thằng này.
1, 2, 3. Một trước. Trời ơi, lụm một đống thịt luôn. Giống như thịt dừa, thịt rau câu vậy đó. Có cái nào nút sắp xếp không trời? Bữa năm dăm tóc đồ đánh. Châm máu, ba nồi đánh cơ bản. Hợp cho cái con bé tăng cơ hồi nãy á. Nếu như mục tiêu dưới 12% đam á thì gây được cái hiệu ứng này. Nấp vô luôn. Vô con bé này. Nếu mục tiêu bị chó thì áp dụng cái thiêu đốt này luôn. Cũng được. Này cho con bé này nó bao hộp vậy? Ủa đâu ai? Ủa cái cục đó đâu ai? Cái này cũng được. With file cho con bé này đeo nè. Cục này cũng khá là yếu. Nãy mình lụm được mấy cái legendary nó đâu có tiêu gì anh ta. Màu xanh lá nè, gomon nè, mấy cái này màu trắng nè, mấy cái này màu xanh dương nè, cái này màu tím nè, không mấy cái nào màu dịp vàng á. Bấm vô cho nó tắt đèn bớt đây. Nãy tôi lụm được ngọc vàng nó ở đâu? Màu tím thì mình có là một cái nè. Hai cái màu tím mà nó không có sắp xếp bởi mà không có viết thêm cái lệnh sắp xếp vô đây nữa. Khiêu thì tăng tốc độ lên 2 giây cũng được. 50 máu tối đa. Ngọc nào hợp cho nhân vật nào thì mình khá lắp vào. Trừ 30% kinh đao. Tất cả các nội đại luôn. Ngon quá vậy. Ngọc xanh mà nó ngon vậy đó hả? Khi bị đánh nó có 50% xảy ra thì cái điều này kéo dài trong 1 giây. Không ngon. Tôi là Diego Dam thì sao mà bị đánh được không biết nữa. Đòn đánh cơ bản có thể gây choáng quân địch thì sẽ gây ra hiệu ứng này. Địch dưới 25% máu sẽ gây ra hiệu ứng này. 4 đòn 4 đam cơ bản, 20 nội tại, 10 cơ hội chí mạng, 50 máu. Cái này cho em tăng nãy được, em tăng nãy cái lượng đam mà cái đam cơ bản rất là cao luôn, lên tới 4 mấy đam á. Nên cái tỷ lệ chí mạng cho em nó rất là mạnh. Không ngon. Thằng này chủ yếu là chém tay nhiều chứ không có xài khiêu nhiều. Không, không có xài khiêu, không cần cái đó. Bây giờ con bé này không biết nó có chiêu mà nào gây tôn không nào. Sao Ngọc nó toán loạn ở trên dưới đó. Master Tem B. Master Tempo.
10 tốc độ đánh cũng được. Đam này thì không biết có nên không. Con này xài khiêu làm sao tôi không biết nữa. Tốc độ đánh hết đi, tốc độ đánh đi cho nó đơn giản. Ủa dạ, con này nó có ngọc vàng nè, level 2 luôn. Pagalax VB muốn nó chiên ngọc là chiên sao đó, sao mấy con này không có, mấy con này đâu có cái viên vàng ở đâu, nhưng mà mỗi cái con này có nè. Cái viên này level 3 luôn đó. Cứ nâng tôi nâng cái viên tốc độ đánh nó ngon hơn. Cái viên này ở đâu mà không thấy luôn nè. Hình như nó có cái dòng ở đây là nó theo từng lát. Nè cái này không có ghi gì hết nè, common nè. Này lại chơi là chỉ dành riêng cho sở thủ nè. Đó, còn như cái này thì nó ghi là dành cho tăng cơ nè, xạ thủ nè, dành riêng cho xạ thủ nè. Này dành riêng cho tăng cơ. Nhưng mà lên có một điểm mà không có ngon. Cái này giống cái giáp lửa trong Liên Minh đó, rất là bá đạo luôn. Rồi nâng cái này thì nâng một điểm nữa nó cũng rất là ngon á. Cái giá trị nội tại nó tăng gần như là gấp đôi luôn. Mỗi lần tăng là nó gấp đôi lên á. Nên nó rất là mạnh luôn. Đồ khó. 3. Ok. Mèo giàu quá vật hả? Ông đếp game này game chó à? Chứ là cho mấy con mèo phản diện á, nếu đánh đằng sau lưng quân địch á, nó gọi là bắt tắt á, thì nó sẽ gây thêm 50% đam. Đây là một con mèo, đúng rồi đó, mèo đó, tà mèo kìa, con này giống con mèo mà cá bồi á, trong con game boy hay chơi gần đây là con Gunfire Reborn. Những cái bầy chim khốn khổ thì đã đủ lo lắng rồi, bây giờ lại thêm con mèo nữa. Chó, chó với mèo thì tôi nhận ra cái giọng này. Nova. Mèo. Cái lũ hai mặt của mày. Cũng là theo cái lịch sử mèo với cái chó, mèo này mèo được hai cái là hát cái tóc biến biến tóc như thế này. Cái này đội trưởng mèo. Anh thanh niên chó thì có thể vẻ là không thích mèo vô lắm, đương nhiên rồi, meo 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 meo. Em này giống gì bằng nè. Có con mèo đó ở đây thì chắc ăn là không có chuyện tốt rồi. Lên nhẹ.
Con bé xạ thủ này nó bắn mạnh phết luôn đó chứ. Con này nó mạnh vãi ra. Cái gì đó? Được cái mới nữa. Một nửa thôi. Là thằng ấy, vào thằng ấy, anh thế nào? Đã biết. Cái bơm của mình nó có nổ không ta? Mấy con này nó bu vô mình xong rồi nó để lại cái gì? Nhận em xạ thủ này bắn đã quá thôi, mỗi cái tội là khi mình bắn mình không có di chuyển được thôi. Bá phết. Đam còn mạnh hơn kia biết nhiêu nữa. Bơm nè, bơm nè. Ủa? Đúng bá luôn. Không ai lại gần mình được luôn á. Để giờ còn thêm cái boost tốc độ nữa. Con bé này cứ bui cái ngọc tốc độ đánh và chí mạng vô thì thôi rồi vậy. Đấy cái gì đây nè, con mèo này đây nữa rồi. Giờ này để coi kiếm tôi rủ được ai chơi đó thì nó thú vị hơn. Đúng là chó với mèo thiệt. Cái gì đó nó tại biến mất đến lúc anh thể hiện rồi.
Cái gì nó bắn dữ vậy ta? Đi luôn thôi, mắc gì phải đánh được nó nữa. Bắn vô này ai đỡ được không biết nữa. Rồi nó bắn không thấy mặt trời luôn á. Đi qua bển hả? Đâu đâu có đường đi đâu. Rồi, cùi bắp. Em này giống Sakuga quá không? Thằng này á. Bắn tùng thẻ luôn. Bắt đầu chuẩn bị đến boss này nè. Mọi người nhìn thấy cái cổng portal rồi đó. Đẹp không? Bùng bóng nữa hả? Bùng bóng hắc ám à? Có nên kích hoạt nó không? Rồi khỏi hỏi nữa, tự nó làm luôn rồi. Đó. Em mới hả? Sao trong này nó làm gái ngồi đét à anh em ơi. Nhìn em nào em nấy đừng công à? Tuyệt vời. Này đâu phải quân đồng minh đâu, bọn này bọn ai lành mà. Cái điều gì đó chơi 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 đứng đứng veo luôn chạy ơi bả nó boss chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Boss đâu boss đâu?
Rồi nó hết nhau à. Không biết chưa em ơi. Phá giáp nè. Trời ơi, phá giáp dính vô cái cục đó của nó. Đau. Đau. Trời ơi, được cái ông common à, bắn nó lòi con mắt vậy đó. Anh em nhìn con xạ thủ nó bắn là khủng khiếp luôn. Game này là tanker chắc phải chơi mấy độ khó cao hơn thì tanker nó mới có tác dụng đó. Rồi, hôm nay chắc tôi chơi game này đến đây thôi. Chủ yếu là thử qua con game mới ra mắt coi nó như thế nào, trông khá là thú vị nha, rất là hay nha. Anh em nào có bạn bè mà muốn co-op với nhau 3 người, rất tiếc là chỉ có 3 người thôi nha. Dù có 4 nhân vật nhưng chúng ta chỉ có thể co-op 1 đến 3 người chơi thôi. Rồi anh em chơi một mình thì như tôi nãy giờ đó. Có thể sử dụng nút C với nút V để chuyển qua hai cái nhân vật. Đầu tiên là cái em boost này, có cái chiêu phá giáp với mà quăng ra mấy cái viên ngọt hồi máu. Giống hệt Sakuga luôn. Còn nhân vật thứ hai của chúng tôi là mạnh cực kỳ bá đạo luôn hả em, xạ thủ nè, bắn khoảng cách xa tốc độ cực kỳ nhanh, hiệu ứng dồn dập, thêm một cái chiêu đẩy lùi bằng cái khiêu mà e nữa, thì khiêu mà đánh tầm xa khả bơm bằng chuột phải, cái lượng DPS phải nói là rất là khủng khiếp luôn. Còn nhân vật mạnh thứ ba là thằng này giống như Pikachu vậy đó, chém ra hai cái tia điện, hai cây kiếm ánh sáng nè. Thằng này thì công nhận là khó chơi phết á, tại nó vào ra giao tranh là phải tính toán cẩn thận luôn. Nó giống Hokage đệ tử gì đó, quăng cái mà phi tiêu đi và lướt đó. Còn em này là thường tăng, trong cái độ khó cao thì tôi nghĩ cái tanker, cái lát tanker mới phát huy tác dụng, tại vì một đó là cứu người, còn hai là cover đồng đội. Chứ mà bình thường anh em chơi cái mức normal hay dễ thì tôi nghĩ ba nhân vật bên này là đủ. Rồi tạm biệt bé mèo, cứu những cái loài chim phải không? Đó chính tôi có chính xác cái mà bạn cần luôn. Nếu cần cái gì đó thì nói đi. Nếu cậu đã bị bắt thì làm sao có thể nói chuyện với chúng tôi được. Nghe giống như một ai đó trong một cái hang động cực kỳ ẩm ướt không. Nếu muốn giúp tôi thì đến đây giúp con mèo rồi đi. Thì nó sẽ cho thông tin về mấy con chim bị bắt không. Cái hang động ẩm ướt. Anh em nào đó đen tối thì đừng có nghĩ cho tôi nha. Đó chỉ là một nơi rất mà nổi tiếng ở trên cái hành tinh của loài chim như thế này. Con mèo chắc chắn ở đó. Rồi bây giờ chúng ta đi đến hang động ẩm ướt để cứu con mèo, sau đó thì con mèo nó mới chỉ cái chỗ mà chứa những con chim non. Chưa kể anh em gồng lên em bắn nè, rất là nhanh luôn. Con đâm nó nổ khủng khiếp. Phá giáp nó nè. Rồi bắn vô. Lại mà thậm chí còn bắn xuyên thấu nữa chứ. Cái lát này đúng bá đạo luôn á. Nào. Đầu tiên là quăng cái phá giáp đi. Đó chuyển qua con này bắn cái xuyên thấu. Là gần 200 đam rồi.
Trời ơi khủng khiếp. Rồi hôm nay chơi game này đến đây. Tôi có bạn bè, tôi rủ được bạn bè vô chơi nữa thì khó. Tụi nó thì đời nào gì cũng mua mấy con game đâu. Rồi ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại trong video sau. Game rất thú vị nha. Này con ấp với bạn bè này chơi một mình này chơi online. Cái điểm trừ đầu tiên á là không có setting được mấy cái graphic gameplay. Không có setting được graphic thì thoảng nó tự động bật ra full màn hình như thế này nè. Cái thứ hai nữa là mình không có thiết kế được nút. Thiết kế nút như thế này khá là bất hợp lý đó. Tôi thì cần nút Q để chuyển cái lát nhân vật hơn. Nút E, nút F là hai cái chơi kill đi. Hoặc là nút F chứ mà chuột phải. Như hiện tại nút F với chuột phải mình có thể dùng kill, còn QE mình chỉ nhân vật thường xuyên á. Đi mà thiết kế nút CV chứ này làm gì không biết nữa. Nhưng mà anh em chơi á, tôi khuyến khích anh em chơi bằng cái tay cầm Xbox hơn. Rồi. Bye bye anh em.